Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Xem tuổi sông nhà năm 2020 mang lại tài lộc, vận may, giàu sang cả năm cho gia đình. Từ lâu, ông cha ta đã có quan niệm rằng người đến sông đất đầu năm mang tác động rất lớn tới vận mệnh của chủ nhà. Do đó, xem và chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm 2020 là rất cần thiết, mang lại tài lộc, may mắn cả năm cho gia chủ và gia đình. Sông đất, sông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Tục sông đất đầu năm, sông nhà hay đạp đất là phong tục có từ lâu đời của người Việt. Theo quan niệm truyền thống của người Á Đông, ngày mùng 1 của năm sẽ có những ảnh hưởng rất lớn tới các ngày còn lại. Nếu ngày mùng 1 mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi thì người ta tin rằng cả năm đó gia đạo sẽ được an lành, nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vào ngày mùng 1 Tết. Tại thời điểm này, nếu gia chủ chọn được người đến sông đất hợp tuổi sẽ mang lại mọi điều may mắn tốt đẹp. Do vậy, việc chọn người sông đất đầu năm là rất quan trọng. Ngược lại, nếu năm đó người đến sông đất mang tuổi xung khắc với chủ nhà, đem lại cho bản thân chủ nhà cũng như các thành viên trong gia đình một năm đầy bất lợi, từ sức khỏe, công việc, chuyện tình cảm đều bị ảnh hưởng xấu. Theo quan niệm truyền thống, sau thời điểm giao thừa, người nào bước chân vào nhà đầu tiên cùng với lời chúc mừng năm mới thì đó là người sông đất. Thông thường, gia chủ sẽ có ý định mời người nào đó sông đất cho nhà mình từ trước. Người được mời sông đất sẽ được gia chủ dựa vào sức khỏe, đức tài, sự thành đạt để dự đoán vận hạn của gia đình mình trong năm đó. Hầu hết ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam, phong tục sông đất đều tương tự như nhau. Người đến sông đất thường đem theo những phong bao lì xì để mừng tuổi trẻ con, người già và chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình. Sau đó, người sông đất sẽ được gia chủ chúc mừng năm mới và ngồi chơi nói chuyện chỉ khoảng 5 đến 10 phút rồi xin cáo từ chứ không lên ở lại lâu. Tục sông đất thể hiện tinh thần hướng đến điều tốt lành, may mắn, cầu mong một năm mới mọi sự thuận lợi cho các thành viên trong gia đình. Vậy cách xem và chọn người sông nhà đầu năm dựa trên những tiêu chí gì? Chọn người sông đất sông nhà đầu năm hợp tuổi với gia chủ cần dựa vào một số những tiêu chí sau đây. Người hợp tuổi với gia chủ. Theo quan niệm từ lâu của người Việt, vào sáng mùng 1 Tết, người bước chân vào nhà đầu tiên là người được xem là đến sông đất đầu năm. Bởi vậy, gia chủ cần chọn người tương sinh với tuổi của mình, nghĩa là phải có thiên can, ngũ hành, địa chi tương hợp với tuổi của chủ nhà, nhằm mang đến cho gia chủ có ngày đầu năm thịnh vượng, an khang. Bên cạnh đó, cần tránh đi với các tuổi phạm vào tứ hành xung, bởi nếu thuộc vào tứ hành xung và sông đất đầu năm sẽ mang lại những điều không may mắn cho gia chủ. Tiêu chí thứ hai, người phải có vía tốt, không có tang sự. Người có tuổi hợp để sông đất cho chủ nhà, đồng thời phải là người mang vía tốt. Vì theo quan niệm từ lâu của ông bà ta, thì người mang tính cách sải lời, tốt tính, thật thà sẽ đem lại sự may mắn, lộc tài, thịnh vượng cho gia chủ. Bên cạnh đó thì vào đầu năm mới, người ta thường kiêng kỵ mọi điều không may. Do vậy, chọn người sông đất không nên chọn người đang có chuyện tranh chấp, chịu tang. Trong trường hợp khách tới sông nhà là hai vợ chồng cùng đến sông nhà thì người chồng nên bước vào trước. Người sông nhà nên kiêng mặc quần áo trắng hoặc đen. Một điều nữa là nên kiêng thuê người sông nhà. Tiêu chí xem tuổi sông đất trong năm 2020 theo 12 con giáp. Với chủ nhà tuổi Tý, chọn người sông đất tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Sửu. Chủ nhà tuổi Sửu, chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Chủ nhà tuổi Dần, chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Chủ nhà tuổi Mão, chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất. Chủ nhà tuổi Thìn, chọn tuổi Thân, Tý, Dậu. Chủ nhà tuổi Tỵ, chọn tuổi Dậu, Sửu, Thân. Chủ nhà tuổi Ngọ, chọn tuổi Dần, Tuất và Mùi. Chủ nhà tuổi Mùi thì chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ. Chủ nhà tuổi Thân thì chọn tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Còn chủ nhà tuổi Dậu chọn tuổi Sửu, tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Chủ nhà tuổi Tuất nên chọn người tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Mão. Chủ nhà tuổi Hợi nên chọn người tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Dần.
Đó chỉ là tiêu chí chung để lựa chọn những người hợp tuổi với gia chủ để tiến hành xông đất, xông nhà đầu năm. Và nếu muốn biết chi tiết cụ thể hơn nữa, các bạn hãy cùng kênh Tử Vi lắng nghe chi tiết các tuổi xông nhà cho từng tuổi khác nhau ở phần dưới đây. Đầu tiên, gia chủ sinh năm 1992, mệnh kiếm phong kim, nam cung cấn, nữ cung đoài, các tuổi xông nhà hợp tuổi là tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, mệnh bạch lạp kim, tuổi Nhâm Thân 1992, mệnh kiếm phong kim, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, sa trung thổ, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bích thượng thổ. Gia chủ tuổi 1991, Tân Mùi, mệnh lộ bàng thổ, làm cung ly, nữ cung càn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, mệnh bạch lạp kim, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, sơn đầu hỏa, tuổi Nhâm Thân 1992, kiếm phong kim, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thoa xuyến kim. Gia chủ sinh năm 1990, Canh Ngọ, mạng lộ bàng thổ, làm cung khảm, nữ cung cấn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, sơn đầu hỏa, Ất Sửu sinh năm 1985, hải trung kim, Ất Tỵ sinh năm 1965, phúc đăng hỏa, Ất Mùi sinh năm 1955, sa trung kim. Gia chủ sinh năm 1989, Kỷ Tỵ, mạng đại lâm mộc, lam cung khôn, nữ cung tốn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, mạng tích lịch hỏa, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, tích lịch hỏa, Mậu Tý sinh năm 2008, mạng tích lịch hỏa, Ất Tỵ sinh năm 1965, phúc đăng hỏa. Gia chủ sinh năm 1988, Mậu Thìn, mạng đại lâm mộc, nam cung chấn, nữ cung chấn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, mạng tích lịch hỏa, Mậu Tý sinh năm 1948, tích lịch hỏa, Ất Hợi sinh năm 1995, sơn đầu hỏa, Ất Tỵ sinh năm 1965, phúc đăng hỏa. Gia chủ sinh năm 1987, Đinh Mão, mạng lô trung hỏa, nam cung tốn, nữ cung khôn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, sơn đầu hỏa, Đinh Hợi sinh năm 2007, ốc thượng thổ, Mậu Thân sinh năm 1968, đại dịch thổ, Đinh Hợi sinh năm 1947, ốc thượng thổ. Gia chủ sinh năm 1986, Bính Dần, mạng lô trung hỏa, nam cung khôn, nữ cung khảm. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mạng sơn đầu hỏa, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, bích thượng thổ, tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007, mạng ốc thượng thổ, Mậu Dần sinh năm 1998, mạng thành đầu thổ. Gia chủ sinh năm 1985, Ất Sửu, mạng hải trung kim, nam cung càn, nữ cung ly. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mạng hải trung kim, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bích thượng thổ, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, giàn hạ thủy, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, mạng hải trung kim. Gia chủ sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, mạng hải trung kim, nam cung đoài, nữ cung cấn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, hải trung kim, Kỷ Sửu sinh năm 2009, tích lịch hỏa, Nhâm Thân sinh năm 1992, kiếm phong kim, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mạng bích thượng thổ. Gia chủ sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mạng đại hải thủy, nam cung cấn, nữ cung đoài. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, hải trung kim, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, bạch lạp kim, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, kim bạch kim, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, sa trung kim. Gia chủ sinh năm 1982, Nhâm Tuất, mạng đại hải thủy, lam cung ly, nữ cung càn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, hải trung kim, Nhâm Thân 1992, kiếm phong kim, Canh Tuất sinh năm 1970, thoa xuyến kim, Nhâm Dần sinh năm 1962, kim bạch kim. Gia chủ sinh năm 1981, Tân Dậu, mạng thạch lựu mộc, nam cung khảm, nữ cung cấn. Tuổi hợp xông nhà là các tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, tích lịch hỏa, Kỷ Sửu sinh năm 1949, tích lịch hỏa, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, phúc đăng hỏa,
tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phúc Đăng Hòa. Gia chủ sinh năm 1980, tuổi Canh Thân, Thạch Lựu Mộc, nam cung Khôn, nữ cung Tốn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phúc Đăng Hòa. Tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, mạng Tích Lịch Hòa. Tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, Tích Lịch Hòa. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, Tích Lịch Hòa. Gia chủ sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, mạng Thiên Thượng Hòa, nam cung Trấn, nữ cung Trấn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, Ốc Thượng Thổ. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, Đại Dịch Thổ. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phúc Đăng Hòa. Tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, Ốc Thượng Thổ. Gia chủ sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, mạng Thiên Thượng Hỏa, nam cung Tốn, nữ cung Khôn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, Thành Đầu Thổ. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, Đại Dịch Thổ. Gia chủ sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, mạng Sa Trung Thổ, nam cung Khôn, nữ cung Khảm. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Kỷ Sửu, sinh năm 2009, Tích Lịch Hòa. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phúc Đăng Hòa. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, Tích Lịch Hòa. Gia chủ sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn, mạng Sa Trung Thổ, nam cung Càn, nữ cung Ly. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, Tích Lịch Hỏa. Tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, mạng Tích Lịch Hỏa. Tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, Bạch Lạp Kim. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, Sơn Đầu Hỏa. Gia chủ sinh năm 1975, tuổi Ất Mão, mạng Đại Khê Thủy, nam cung Đoài, nữ cung Cấn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, Thoa Xuyến Kim. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, mạng Bạch Lạp Kim. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mạng Kiếm Phong Kim. Gia chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, mạng Đại Khê Thủy, nam cung Cấn, nữ cung Đoài. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, mạng Hải Trung Kim. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, Thoa Xuyến Kim. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mạng Kim Bạch Kim. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mệnh Hải Trung Kim. Gia chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh Tang Đố Mộc, nam cung Ly, nữ cung Càn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, Tích Lịch Hỏa. Tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, Tích Lịch Hỏa. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Phúc Đăng Hỏa. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, mạng Tích Lịch Hỏa. Gia chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, mạng Tang Đố Mộc, nam cung Khảm, nữ cung Cấn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 2009, Tích Lịch Hỏa. Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, Tích Lịch Hỏa. Tuổi Mậu Tý, sinh năm 2008, mạng Tích Lịch Hỏa. Và tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, mạng Giàn Hạ Thủy. Gia chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mạng Thoa Xuyến Kim, nam cung Khôn, nữ cung Tốn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, Thành Đầu Thổ. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, Sa Trung Thổ. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, Kim Bạch Kim. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mạng Bích Tượng Thổ. Gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mạng Thoa Xuyến Kim, nam cung Trấn, nữ cung Trấn. Tuổi hợp sông nhà là các tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, Thành Đầu Thổ. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mạng Đại Khê Thủy. Và tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mạng Thoa Xuyến Kim. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mạng Đại Dịch Thổ, nam cung Tốn, nữ cung Khôn.
Tuổi hợp xung nhà là các tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 tích lịch hỏa, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mạng bạch lạp kim, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hải trung kim, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 phúc đăng hỏa. Gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại dịch thổ, nam cung Khôn, nữ cung Khảm. Tuổi hợp xung nhà là các tuổi Mậu Tý sinh năm 2008 tích lịch hỏa, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 mệnh bạch lạp kim, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hải trung kim, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 mạng phúc đăng hỏa. Gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mạng thiên hà thủy, nam cung Càn, nữ cung Ly. Tuổi hợp xung nhà là các tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 kiếm phong kim, Canh Thìn sinh năm 2000 mệnh bạch lạp kim, Nhâm Dần sinh năm 1962 kim bạch kim, Ất Mùi sinh năm 1955 sa trung kim. Gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 mệnh thiên hà thủy, nam cung Đoài, nữ cung Cấn. Tuổi hợp xung nhà là các tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 mạng bạch lạp kim, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thoa xuyến kim, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sa trung kim, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thoa xuyến kim. Gia chủ sinh năm 1965 tuổi Ất Tỵ mạng phúc đăng hỏa, nam cung Cấn, nữ cung Đoài. Tuổi hợp xung nhà là các tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 phúc đăng hỏa, Canh Tý sinh năm 1960 bích thượng thổ, Đinh Tỵ sinh năm 1977 sa trung thổ, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tang đố mộc. Các bạn đã được lắng nghe xem tuổi xung nhà trong năm 2020 mang lại tài lộc vận may giàu sang cho cả gia đình của kênh Tử Vi. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.